Hello, xin chào quý anh các bạn quay trở lại với trên kênh Sim Channel. Đầu năm mới, mình xin ra mắt anh em các bạn một cái sản phẩm video cho một em động cơ Isuzu 12 máy. Trước mắt giới thiệu về em động cơ này thì mình có đôi lời chúc sức khỏe anh em toàn quốc, một lời chào thân ái và chúc anh em một năm hồng phát quanh năm nha. Anh em phát học phát tài. Và đây là một em động cơ Isuzu 12 máy với 12 xi lanh với piston là 1/15 và công suất là 450 mã lực các bạn. Đây là lắp của em này ha, với vòng tua là 2200 tua, máy thì cực kỳ là đẹp ha, rất là đẹp, rất là êm ái ha, mọi chi tiết đầy đủ các bạn ha. Đây là thùng dầu hồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay tổng quan cho anh em xem nhé. Cực kỳ là xanh ha, xanh mơn mởn các bạn, rất đẹp, rất đẹp. Nước sơn phải nói là không gì phải suy nghĩ bạn ha. Rất là lợi dầu các bạn ha. Ở trong này nổ rất là êm ái, rất là bốc. Không phải là 12 máy mà nó thao dầu đó các bạn ơi. Thấy nó rất là hiệu quả, rất là hay. Đánh giá nó phải chân anh em. Còn nếu mà cái tác nó hơi ngang về chiều ngang thì hơi rộng ra, chiều dài thì nó giống như là 6 GB1 các bạn. Em này là các bạn sử dụng các bạn đều là mới luôn các bạn ơi. Đều mới luôn cho xài các bạn. Mình quay tổng quan cho anh em xem body. Mình đi ra lớn cho anh em xem đồ bốc của em này ha. Nó đã ha.
đẹp ha, đầy đủ các bạn ha, lọc nhất luôn, lọc dầu ngoài luôn các bạn ha, quay nhất luôn này, nhưng mà nó bị cắn gãy một cái tay với các bạn nha, rất là đẹp các bạn ha. Em này thì nó chạy các bạn, cái này cái phần hành phần da còn rất là mới ha, cả về body và kiến nổ này nọ mất để các kiểu ha, để đi demo còn đầy đủ các bạn. Đây là những cái van ha, van xả nước các bạn, còn lại zin luôn các bạn ha, của nguyên zin nhập về xài thì phải nói là belly luôn rồi các bạn ha. Đây là một cái lọc nhất trung gian các bạn ha, từ trên xuống dưới này các bạn ha, để giảm áp rất là hiệu quả các bạn. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc anh em theo dõi video, các bạn thấy video hay cho xin nút like nhé, nhớ chia sẻ video, cũng như là anh em có nhu cầu cần sắm máy về các động cơ tàu thuyền những phụ tùng các loại thì alo hotline 0903070753 để hỗ trợ anh em các bạn nha. Một lần nữa chúc anh em toàn quốc một năm sức khỏe dồi dào và sự như ý, và bùm bùm xuôi gió quanh năm luôn nha anh em các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nguyên Cầm Lê, anh em cũng nhu cầu hotline nha.